Đỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Ngày đang là buổi trưa ngày 16 tháng 11 năm 2016. Chúng tôi quay video clip đang bọc bộ bàn ghế móc mỏ bằng gỗ gụ gồm có 6 món cho bác Cần, bác ở thành phố tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bộ bàn ghế này Đỗ Thành Luân chúng tôi đã hoàn thiện xong phần bánh vét ly rất đẹp, bánh vét ly trần và lỗi vân gỗ rất là đẹp. Từ sáng là thực sự là cũng rất bận nên là không quay được ngay từ lúc đầu bọc, và đến bây giờ về thì đội ngũ thợ đã bọc gần xong rồi, cũng muốn quay một chút để cho bác Cần thấy được cái vân gỗ của bộ này nó rất đẹp, vân gỗ lỗi rất chi là đẹp. Đây nó hơi trái sáng một chút. Vân gỗ này, Đỗ Thành Luân chúng tôi chuyên làm theo lối cổ truyền, đó là đánh vét ly và oanh si. Bộ bàn ghế móc mỏ này là hàng VIP gồm có 6 món, nó rất to, rất lớn. Hỗ trợ chúng tôi. Đây là chiếc đồn. Vân rất đẹp, và phía trong này cũng có sợ chúng tôi vẫn làm cái sản phẩm cho bác Cần, đó là hai chiếc giường này. Hai chiếc giường này chúng tôi cũng đã oánh hoàn thiện rồi, và sau khi chúng tôi quay video clip xong chúng tôi sẽ bọc hàng để bàn giao cho bác Cần. Đỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.